Kênh Tư Anh Tư Biện TV kính chào đại gia đình thân yêu nha. Sáng nay hai anh em đi lên, nói chung là sáng nay chuyển qua làm thợ điện lên ngay chỗ đường Quỷ Văn Cõi, hai anh em ghé ăn bún cá nha. Sẽ đói quá. Đó. Đó anh em nè, đó là bà chủ nha. Bà chủ quán bún cá. Đây. Đó. Đây. Đó, cái nồi nước lèo này. Đó. Cái này khách giờ là chỉ còn bún rồi, giờ hết đầu rồi. Đó. Đó. sao cho cảm nhận coi ngon không? Ngon. Quá ngon. Đó. Nước đậm đà, cay, ngon. Đó, này quay cận cảnh cho anh em coi. Mời anh em miếng cá. Mời anh em miếng cá. Đó. Đó. Bà chủ ạ. Mình bán được bao nhiêu năm rồi bà chủ? Ủa, về quê Bình Dương hay quê nào? Quê An Giang. An Giang phải không? Đó. Bà chủ này quê miền Tây nha anh em, hạt hà chắc phát nha. Quán ta người ta bán là cứ vô sinh ra biết à. Đó. Bình thường có gì đâu. Nói chung làm được sinh bún nữa. Anh tự do mà. Đại gia đình mình có đi ngang cái đường Nguyễn Văn Cõi á. Đi đường Nguyễn Văn Cõi thì ghé ủng hộ quán bún cá của gì nha. Nói chung là mình nghĩ tô này chắc dao động từ 20, 25, 30 ngàn gì trả xuống nè. Mà đảm bảo là ngon ngon lành. Đó, hấp nhất là 20k. Còn có ai ăn đầu gì thì có thêm tiền. Đó. Này biết số mấy đường Nguyễn Văn Cõi ta. Đây đây đó, là có cái nè. Đó, bún cá Châu Đốc nha, 20k. Đó. Anh em ghé ủng hộ cho gì đừng có tiền đóng tiền nhà trọ đâu nha anh em. Chưa mà nhiệm vụ em cứ ăn đi. Cá nó không có chín quá, nó chưa có chín tới rồi, chưa chơi. Mà em biết cá. Đó. Cá ngọt. Hả? Cá ngọt. Ngon phải không? Ngọt phải không? Cái này nó tính tới dừa. Ừ. Nước dừa. Trong đó có cái muỗng không? Nước đậm đà ngon. Hết rồi. Này nói chung là căn nhà đá vườn nha anh em. Anh này quay xong rồi đó anh kia quay. Để mình thử miếng nước lèo nè. Không bị chói anh ơi. Khỏi nó. Không bị chói nó. Cái nước rất đậm đà nha. Quá đậm đà nha anh em. Mình thử miếng cá rồi giờ cảm nhận nha. Thơm ngọt, nhưng mà anh biết không, cái cá nó còn dai nha, nó không có bở nha, cái cá nó còn dai lắm, ngon lắm. May là mình chưa chấm nước chấm, chưa làm nước chấm á, nhưng mà ngon nha. Quá làm đà. Rồi em kết thúc đi. Rồi.